Giải cứu bạn bằng thơ. Pushkin, Pushkin, ra bờ sông với tớ không? Nhưng tớ đang học bài. Cậu cũng về học bài đi, học xong rồi chúng mình đi. Hôm nay là ngày nghỉ mà. Thôi đi đi, lát nữa về học cũng được. Không được, tớ phải học xong rồi đi mới được. Thôi được, tớ sẽ đợi cậu ở đây. Cậu làm bài nhanh lên nhé. Đi thôi, tớ học xong rồi. Pushkin, sao cậu chăm thế? Suốt ngày, lúc nào cũng cắm cúi vào học bài. Cậu không chán hả? Không, tớ không chán. Tớ rất yêu sách, đặc biệt là những án văn thơ. Tớ đọc hoài không chán. Hơi, chẳng thấy ai như cậu. Cá kìa. Cá to quá. Hăng hô. Hiện tượng mặt trời mọc và lặn là do trái đất quay quanh trục của nó từ Tây sang Đông theo quỹ đạo hình elip, nên chúng ta nhìn thấy mặt trời mọc hướng Đông và lặn hướng Tây. Alex! Này, cậu dậy đi, thầy gọi kìa. Để cho tớ ngủ. Thầy đang xuống đó, dậy mau. Thầy, dạ... Em có biết thầy đang dạy đến đâu không? Em cho thầy biết mặt trời mọc hướng nào? Dạ, dạ, mặt trời mọc phía đằng đằng tây ạ. Ai chẳng biết mặt trời mọc đằng đông mà bạn ấy lại nói là mặt trời mọc đằng tây. Tại em học không tập trung, lại còn ngủ gật trong lớp nên mới gặp phải tình huống này. Em hãy kiểm tra lại cho thầy xem mặt trời thật sự mọc ở hướng nào. Em trông bạn ấy thật tội nghiệp, chắc bạn ấy đang xấu hổ lắm. À, nghĩ ra rồi, một tứ thơ hay. Thưa thầy, em có ý kiến ạ. Câu trả lời của bạn ấy có thể là một câu mở đầu của một bài thơ hay. Em xin phép được đọc ạ. Thật à? Dạ, là thế này ạ. Mặt trời mọc ở đằng tây, thiên hạ sống trên trái đất này, ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi, thức dậy hay là ngủ tiếp đây? Bài thơ hay quá. Đúng là một bài thơ hay. Thật xuất thần, Pushkin. Không ngờ một câu trả lời sai của Alex đã là một tú thơ xuất sắc đến vậy. Này, Alex, cảm ơn cậu nhé. Pushkin, Pushkin, cảm ơn cậu rất nhiều. Bạn gỡ giúp mình một rắc rối lớn. Cậu không biết đâu, lúc đó mình đã rất xấu hổ. Xấu hổ thế thì lần sau cậu phải chăm chỉ học bài và đừng ngủ gật ở trong lớp nữa nha. Ừ, tớ hứa. Cậu bé giải cứu bạn bằng thơ ngày ấy chính là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Nga Alexander Pushkin sau này, người đã đặt nền móng cho văn học hiện thực Nga thế kỷ 19. Ông được mệnh danh là Mặt trời thi ca Nga. Những bài thơ do ông sáng tác được yêu thích trên toàn thế giới.